Chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của Harry Search. Trong tháng 4 vừa rồi thì chúng ta đã chứng kiến một cơn sóng tăng trưởng tràn đến đối với những hệ sinh thái layer 2. Điều này thì rất rõ ràng đối với những hệ sinh thái lớn như là Arbitrum, Optimism hay là zk-sync. Tuy nhiên thì đối với những nền tảng mới như là Starknet thì có lẽ là không được nhiều người quan tâm lắm. Để mà giới thiệu sơ qua về Starknet thì Starknet là một layer 2 zk rollup với công nghệ độc lập. Tức là công nghệ của họ không dựa trên tiêu chuẩn hay là một bộ framework từ bất kỳ một cái layer 2 zk rollup nào khác. Và hiện tại thì kể cả công nghệ hay là chính hệ sinh thái sản phẩm của Starknet thì cũng vẫn còn đang ở trong giai đoạn khởi đầu, cho nên là nó vẫn còn có rất nhiều không gian để có thể phát triển và giãn nở thêm. Đứng sau Starknet là Starkware, là một tổng công ty về công nghệ đang có mức định giá khoảng 8 tỷ đô, tức là một thế lực tương đối mạnh về tài chính nếu như mà so với mặt bằng chung của thị trường crypto. Tuy nhiên thì chính bản thân hệ sinh thái của Starknet vẫn còn đang rất ít những dự án chất lượng và TVL cũng đang khá là thấp, cho nên trong khoảng thời gian vừa rồi có thể nó đã không được nhắc tới nhiều như những cái tên lớn khác cùng là zk rollup như là zk-sync. Và trên đây là những dữ liệu on-chain của Starknet và cũng là những con số đã cũ rồi từ khoảng tháng cuối tháng 3 đầu tháng 4 vừa rồi, nhưng mà cho tới nay thì những con số này đều đã tăng từ khoảng 2 cho tới 3 lần, kể cả TPS trung bình cũng đã cao hơn gần gấp đôi luôn. Nhìn chung thì tháng 4 là một trong những tháng tăng trưởng mạnh mẽ nhất của toàn bộ thị trường nói chung và các layer 2 nói riêng, và đối với Starknet thì cũng vậy. Nhưng mà đối với Starknet trong tháng 4 vừa rồi thì có vẻ là sự tăng trưởng của họ có cái mức tăng trưởng về phần trăm cao hơn so với những cái layer 2 khác. Tất cả những cái thông số bao gồm về tổng số lượng giao dịch trên một ngày, tổng địa chỉ phí hoạt động trên một ngày hay là khối lượng bridge trên một ngày thì đều có sự bùng nổ rõ rệt hơn. Và đối với những cái chỉ số này thì cái mức độ tăng trưởng chung nó rơi vào khoảng từ 15 cho tới 20 lần. Và tốc độ tăng trưởng thì cũng rất là cao, chỉ trong vòng khoảng 1-2 tuần thôi thì nó đã có cái mức tăng trưởng nhiều đến như vậy, thì chúng ta có thể hiểu được là Starknet trong tháng 4 vừa rồi họ đã mạnh lên như thế nào. Còn riêng về TVL thì con số TVL ở thời điểm hiện tại so với đầu tháng 4 là đã tăng lên gấp 2 lần, từ khoảng 4,3 triệu đô cho tới ở thời điểm bây giờ là hơn 8 triệu đô theo DeFi Llama. Do là còn tương đối là mới cho nên là hầu hết TVL của Starknet đang tập trung vào mảng DEX với 3 sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất là JDSwap, 10K Swap và MySwap. Trong đó thì JDSwap đang là sàn có con số tăng trưởng ấn tượng nhất trong tháng 4 vừa rồi với khoảng 280%, và hiện tại thì JDSwap đang đứng vị trí top 1 về TVL trên hệ sinh thái của Starknet. Tuy nhiên nếu như chỉ nhìn vào DeFi Llama thì chúng ta có thể thấy là hệ sinh thái của Starknet đang rất là nghèo nàn với một số lượng dự án rất là khiêm tốn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể xem xét thông qua một nền tảng khác là Orbiter để có thể nhìn nhận tổng quan hơn. Trong đấy thì top 5 dự án có mức tăng trưởng lớn nhất về số lượng người dùng thì ngoài 3 cái sàn DEX vừa rồi thì chúng ta còn có Starknet ID là một nền tảng về domain đã có mức tăng trưởng người dùng mạnh nhất hệ sinh thái của Starknet trong tháng 4 vừa rồi. Và trong tháng 4 vừa rồi thì lượng người dùng của Starknet ID gần như là x3 luôn. Và trong top 5 thì chúng ta còn có một dự án khác là MainSquare, là một cái NFT marketplace đang minty chain trên cả Starknet và trên cả zk-sync luôn. Trong tháng 4 vừa rồi thì lượng người dùng của MainSquare cũng đã tăng trưởng khoảng 100%, cũng là một con số khá ấn tượng. Nếu mà nhìn tổng thể vào hệ sinh thái của Starknet thì người ta đang chia ra làm 5 mảnh ghép chính, bao gồm có các dApp về làm về ví và quản lý tài sản, các dApp làm về mạng xã hội phi tập trung, các dApp làm về DeFi và có sự hỗ trợ của AI, các dịch vụ về cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ cho việc build sản phẩm ở trên hệ sinh thái của Starknet, và cuối cùng là mảng về NFT. Bên cạnh những dự án đã mainnet thì hệ sinh thái của Starknet cũng đang tiếp tục đón nhận những nhà phát triển mới với đầy đủ các danh mục sản phẩm trong những cái mảnh ghép mà mình vừa nêu trên. Cụ thể thì có khoảng 67 dApp làm về mạng xã hội phi tập trung, có khoảng 60 dApp làm về DeFi, và đối với các dịch vụ về cơ sở hạ tầng thì có khoảng 98 dự án, các ví và các nền tảng quản lý tài sản thì có khoảng 11 dự án, và cuối cùng là có khoảng 75 dự án đang phát triển ở trong mảng NFT. Nhìn chung là đối với giai đoạn đầu như thế này thì các dự án làm về mảng cơ sở hạ tầng ở trên Starknet đang chiếm tỷ trọng lớn nhất. Đây cũng là một điều dễ hiểu bởi vì là cơ sở hạ tầng thì luôn phải là cái được cần được xây dựng đầu tiên. Ngoài ra thì số lượng những dự án làm về mạng xã hội
và NFT thì nhiều hơn là các dự án làm về DeFi. Cho nên theo quan điểm cá nhân của mình thì có thể là hệ sinh thái của Starknet đang định hình phát triển theo cái hướng mà Polygon đang thực hiện. Tuy nhiên thì đây vẫn còn là một thời điểm khá là mới, cho nên trong tương lai có thể là Starknet vẫn còn có thể thay đổi rất là nhiều. Về cơ sở hạ tầng của mình thì Starknet đã công bố roadmap trong năm 2023 với tổng cộng là 5 bản nâng cấp chính, cùng sự kiện Regenesis được cam kết sẽ diễn ra trong năm nay. Thì đây là những cái bản nâng cấp tập trung nhiều vào việc cải thiện về hiệu suất và trải nghiệm người dùng của Starknet, bao gồm các tiêu chí như là giảm phí, tăng tốc độ xử lý giao dịch và giảm tắc nghẽn giao dịch. Thì đây có thể coi là những cái bước hoàn thiện cuối cùng để Starknet có thể triển khai phi tập trung mạng lưới của mình trong năm 2024. Và phi tập trung về mặt quản trị thì nó cũng đồng nghĩa với việc là có thể là launch token luôn. Tức là đối với những thông tin này thì roadmap đến khi phi tập trung của Starknet vẫn còn khá là xa. Và phải nói là các bên làm về ZK Rollup thời điểm hiện tại họ vẫn đang rất là bình tĩnh ở trong việc R&D các cái sản phẩm của mình. Vì vậy cho nên là các nền tảng như là Starknet, Scroll hay là Tyco hiện giờ vẫn còn đang rất là sớm để anh em có thể tham gia vào trải nghiệm sản phẩm của họ. Và mình nghĩ cũng có thể so sánh việc skin in the game vào mạng Starknet ở thời điểm hiện tại thì cũng sớm ngang với việc skin in the game vào Arbitrum trong khoảng thời gian quý 1, quý 2 năm 2022. Và thực tế là các dự án nổi bật ở trên hệ sinh thái của Starknet cũng đã triển khai nhiều sự kiện, là những cái game mà em hoàn toàn có thể tham gia để tìm kiếm những cơ hội nhận thưởng. Dành cho anh em nào chưa biết thì Hub Research là một hệ sinh thái các kênh social media có liên kết với nhau. Ngoài kênh YouTube, các bạn cũng có thể theo dõi website của Hub Research để đọc các bài viết từ cơ bản đến chuyên sâu với đa dạng các chủ đề. Các bài viết sẽ được liên tục cập nhật mỗi ngày. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể tham gia thảo luận cùng cộng đồng và đội ngũ của Hub Research qua kênh Telegram, Discord, Facebook và follow Twitter của Hub Research để nhận được các thông tin alpha sớm nhất có thể. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho anh em về 3 dự án đang có event lớn nhất ở trong tháng 4. Thứ nhất là ZKX, là một DEX phái sinh đầu tiên ở trên hệ sinh thái của Starknet mà Hub Research cũng đã có video giới thiệu tổng quan về dự án cũng như là hướng dẫn tham gia testnet đối với ZKX. Trong tháng 4 này thì ZKX Protocol vẫn đang tiếp tục triển khai chương trình ZKX Yakuza. Thì anh em sẽ cần phải tham gia vào Jelly của ZKX. Thì cái Jelly này trước đây nó là Crew Bar, nhưng mà giờ thì nó đã đổi tên thành Jelly rồi. Thì anh em sẽ phải cày các tax ở trên Jelly để có thể leo rank. Với mid rank từ 2500 đổ lên thì rất có thể là sẽ có quà. Và hiện tại thì cái mức độ cạnh tranh nó cũng không quá là cao và hoàn toàn có thể hướng đến top 2500 được. Ngoài ra thì còn có một cái sự kiện khác mới được thông báo triển khai từ sáng ngày 27 vừa rồi. Đó là cuộc thi trading. Thì đối với cái sự kiện này anh em sẽ phải kết nối ví của mình để tạo tài khoản giao dịch ở trên nền tảng giao dịch của ZKX. Sau đó thực hiện các cái lệnh trade. Nếu như mà các lệnh trade của mình có lãi càng lớn với khối lượng giao dịch càng lớn thì chúng ta sẽ càng nhận được nhiều điểm. Và đối với sự kiện này thì chúng ta sẽ phải làm gấp luôn nhé. Bởi vì là đến ngày 29 thì sự kiện này sẽ kết thúc và sẽ không còn tính điểm nữa. Trong đấy thì top 10 trader cao điểm nhất thì sẽ nhận thưởng bằng USDC từ 200 cho tới 1.500 đô. Và các cái sự kiện của ZKX thì mình sẽ để link hướng dẫn chi tiết ở dưới phần mô tả của video nha. Thứ hai là sự kiện được tổ chức bởi ví Bravos và nền tảng domain Starknet ID. Đầu tháng 4 vừa rồi thì Bravos đã kết hợp với Starknet ID để ra mắt chương trình ưu đãi khi mà đăng ký tên miền có đuôi là .stark. Và người dùng bên cạnh việc sở hữu tên miền với mức giá ưu đãi thì sẽ nhận được thêm một bộ NFT từ Bravos Seal với các mức độ khác nhau. Link bài viết hướng dẫn cụ thể thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả. Cuối cùng là event được tổ chức bởi JediSwap. Thì JediSwap đã ra mắt chiến dịch 100 ngày LP với phần thưởng là NFT dành cho những người cung cấp thanh khoản từ ngày 17 tháng 4 vừa rồi đến 25 tháng 7. Tức là sự kiện này vẫn còn thời gian khá là dài để tham gia. Và tùy theo volume và thời gian cung cấp thanh khoản thì bạn sẽ nhận về một NFT tương ứng để ghi nhận cho sự đóng góp của mình. Thì link bài viết hướng dẫn cụ thể thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả luôn. Thì nội dung của video đến đây cũng đã kết thúc. Tất cả những cái thắc mắc về nội dung của video, về hệ sinh thái sản phẩm của Starknet hay là những cái sự kiện của họ thì anh em có thể tham gia vào group Telegram của Hub Research để có thể thảo luận thêm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video của Hub Research. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.